Chiều qua ngày 5 tháng 8 năm 2024, nhằm ngày 2 tháng 6 năm Giáp Thìn, Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng và Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố đã tổ chức hội nghị rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho đêm hội hoa đăng kính mừng mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568, Dương lịch 2024. Do Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức tại Chùa Hồng Phúc, phường Bắc Sơn, quận Kiến An. Tham dự hội nghị có ông Dương Ngọc Anh, trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố, chủ tọa hội nghị, Thượng tọa Thích Tục Khang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Trị sự thành phố, trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, trưởng ban tổ chức, ông Phạm Văn Khánh, trưởng phòng Phòng An ninh Nội địa Công an thành phố Hải Phòng, ông Lê Khắc Nguyên Anh, Bí thư Thành đoàn thành phố cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành thành phố, quận Kiến An. Khai mạc hội nghị, Thượng tọa Thích Tục Khang cho biết, đêm hội hoa đăng mùa Vu Lan nhằm khơi dậy tinh thần tri ân báo ân của đạo Phật và truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ phải biết ơn cha mẹ, thầy cô, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước. Đêm hội hoa đăng sẽ diễn ra tại chùa Hồng Phúc vào 19h30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2024 nhằm ngày 7 tháng 7 năm Giáp Thìn và kết thúc vào 22 giờ cùng ngày. Dự kiến sẽ có khoảng 5.000 người về tham dự. Đêm nghệ thuật tri ân cha mẹ có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Ban tổ chức còn trao tặng 10 ngôi nhà nhân ái và 100 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh đạt thành tích cao với tổng giá trị lên tới hơn 1 tỷ đồng. Và phần không thể thiếu là nghi lễ tâm linh, tụng kinh Vu Lan báo hiếu, nghi thức bông hồng cài áo, rửa chân tri ân cha mẹ, cầu nguyện âm siêu Dương Khánh. Toàn bộ hoa đăng sau khi được thả xuống hồ sẽ được ban tổ chức thu gom ngay trong đêm. Thượng tọa Thích Tục Khang cũng cho biết mọi công tác chuẩn bị vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện như sân khấu, âm thanh, ánh sáng, nơi thả hoa đăng để kịp tổng duyệt chương trình vào 19h30 ngày 7 tháng 8. Hội nghị cũng được nghe những đóng góp quý báu của lãnh đạo các ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân, Công an, Phòng Nội vụ quận Kiến An, phường Bắc Sơn, phường Quán Chữ về công tác tổ chức, an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra đại lễ.